Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền vừa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn đã đóng góp ủng hộ được 148 triệu đồng. Sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền sẽ tiếp tục tiếp nhận các nguồn hỗ trợ đóng góp của các tổ chức cá nhân đến hết ngày 10 tháng 10. Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để chuyển đến đồng bào các địa phương bị thiệt hại do bão số 3.